em không sao chứ dây nói rằng anh đã chơi cùng thi ơn và julia đó cho nên anh đem họ tới lúc này cô thả dây ra và vội vàng đóng cửa lại cô đã ngồi sụp xuống tại vị trí đó nhìn thấy đôi tay của mình và nghĩ lại ánh mắt lúc nãy của thi ơn nhìn cô đã sai từ đâu cơ chứ anh ấy sẽ nghĩ mình là người như thế nào đây một kẻ thất bại và hung dữ mình chán ghét bản thân lắm rồi mình phải sống tốt hơn bất kỳ ai đó là cách mình chuộc lỗi sau ngày hôm đó cô không thể rời giường trong vài ngày cô đã bị cảm, và cơ thể cũng đau đớn nữa. Công chúa nhỏ xinh đẹp của tôi, ngài phải mau sớm mà khỏe lại đó. Cho dù mình có bị ốm, thì mình vẫn phải kiên nhẫn. Đó là tất cả những gì mình có thể làm. Dây cũng không đến tìm cô vài ngày rồi. Lúc này cô nghỉ. Đúng vậy, mình đã tức giận và có lẽ anh ấy cũng ghét mình rồi. Anh ấy phiền phức như vậy hẳn sẽ ổn thôi. Nhưng có vẻ cô đã nghĩ nhiều rồi. Lúc này dây đang thập thò ngoài cửa. Anh đang làm gì vậy? Anh mang quà tới. Em không cần. Nhưng rõ ràng Dorothy sẽ thích. Nhìn này, đây là những trái cà chua đầu tiên mà anh đã tự mình trồng đó. Anh đã bí mật trồng đó trong khu vườn, sau cung điện ấy. Màu sắc của nó thật đẹp, đúng không nào? Anh cũng trồng cả bí và cả tím nữa. Khi chúng lớn anh sẽ đưa cho Dorothy đầu tiên. Chuyện gì, anh chỉ trồng mấy thứ này, mà không học hành gì à? Anh, anh thỉnh thoảng có học. Lúc này cô nghĩ, có rất nhiều người nỗ lực bất chấp mạng sống, chỉ muốn vượt qua anh. Những người có được mọi thứ, mà không cần nỗ lực gì. Cho dù món đồ chơi yêu thích có ở xa, thì nó vẫn thuộc về anh ấy dù sao anh ấy vẫn nên đứng ở vị trí thái tử của mình mà thôi. Thật sự thì thỉnh thoảng anh mới học. Doro em tức giận vì anh sao? Anh xin lỗi. Lần trước Dorothy đã nói không thích, nhưng anh vẫn cứ khăn khăn đòi em chơi cùng. Được rồi, dây. Nếu anh cứ như vậy, anh sẽ không thể trở thành một vị hoàng đế tốt đâu. À nói tới đây, em nên thử những trái cà chua này đi, nó ngon lắm đó. Ngay khi anh hái nó, cái nó, anh đã đem đến cho em ngay lập tức. Dĩ nhiên anh sẽ học ở .E. Steam và trở thành một anh trai siêu ngầu mà cô quay mặt qua hướng khác cô nghĩ ngu ngốc tự lo cho chính mình đi nè em không muốn đi ra ngoài chơi một chút sao nếu em cứ ở cung điện hoài em sẽ không thấy thoải mái đâu nói ra thì cô chưa từng muốn rời xa lâu đài bởi vì cô không được học ở fp .E. steam với lại cô cũng đã đi khắp mọi nơi ở trong kiếp trước rồi cho nên cũng chẳng có tò mò gì cả mọi thứ cô đều biết hết cả mà dây nói em chưa từng được ra khỏi cung điện đâu nếu cứ ở cung điện mãi thì sẽ rất khó chịu luôn đấy lần trước anh từng nghe nói về một thứ ở chợ nghe nói nếu em đến vùng đất trung tâm cách xa nơi này sẽ có rất nhiều dụng cụ ma pháp ở đó nếu em ra ngoài chắc chắn là vui lắm luôn em thông minh vậy mà em có thể cảm nhận được rất nhiều thứ luôn cho nên em có muốn đi với anh không không thích tại sao chỉ vì em không thích thôi sau đó dây cứ lẽo đẽo theo cô cả ngày chỉ vì muốn cô đi cùng với cậu ấy cô từng nghĩ nếu cứ từ chối thì anh ấy sẽ im lặng nhưng lại khiến anh ấy phiền hơn vì không thể chịu nổi nữa nên cô đã đồng ý vẻ mặt vui như tranh anh nói thật sao em thật sự muốn đi ư thay vào đó em sẽ ra ngoài một mình nhũ mẫu và hộ vệ có thể đi cùng với em tuy nhiên em sẽ không đi với anh 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 biết rồi lúc này nhũ mẫu đã thay cho cô một bộ y phục nhìn công chúa mặc những bộ đồ như vậy trông thích thật cuối cùng những bộ trang phục này cũng có thể nhìn thấy ánh sáng rồi tôi thật sự rất vui đó trước khi ngài thay đổi ý định phải mau đi thôi nào lúc này cô nghĩ mình không nên đi cùng nhũ mẫu mới đúng trong không khí nhộn nhịp của khu chợ cô nghĩ nơi này lúc nào cũng đông vui nhũ mẫu nói có rất nhiều người phải không nắm chặt lấy tay tôi để không bị lạc nhé cô nhìn nhũ mẫu nghĩ mình đâu phải trẻ con nhưng bây giờ mình thật sự chỉ là một đứa nhỏ nên phải làm theo lời của nhũ mẫu trong kiếp trước cô chẳng thể nắm lấy tay của bất cứ ai ôi trời nhìn ôi trời nhìn kìa đây là lần đầu tiên ngài nhìn thấy cảnh đó từ đây phải không lúc này cô nhớ đến cảnh tượng kiếp trước tại nơi đây thành phố bị phá hủy bởi chiến tranh xác chết ngổn ngang trên con đường cô có thể nhớ khung cảnh của gió và máu trong cơn mưa đất nước không có bạo chúa là đây ư ừ, ôi chao nhìn chỗ đó kìa có ban nhạc đang chơi ở quảng trường đến đó thôi nào bây giờ mình có thể thoải mái tận hưởng sự yên bình này sao lúc này khi đi ngang qua một con hẻm vắng người cô đã bị lọt vào tầm ngắm của bọn bắt cóc và ngay sau đó cô đã bị bắt họ bắt và trói cô lại bây giờ cô chỉ có thể nghe được những gì họ nói khi nào chúng ta mới giết con nhỏ đó nhỉ khi chắc chắn đã lấy được tiền chứ sao Trước tiên chúng ta phải nghĩ xem nên mua gì khi có tiền đi đã. Trang phục của con nhỏ đó, còn đắt hơn căn nhà mà chúng ta đang ở, thế nên ta mới ghét nó như vậy. Trong tình huống này cô nghĩ, bây giờ cô mới 18 tuổi thôi, sau khi sống lại cô thậm chí còn chưa từng mài lại thanh kiếm, nhưng chuyện như thế này lại xảy ra. Cô nhớ lại vào 10 ngày trước, khi cô và nhũ mẫu đang đi dạo chợ. Ôi chao, siêu đáng yêu luôn đó. Trời ạ, à, cái này, cái đó, kia nữa, tôi có thể mua tất cả chúng chứ. Nhũ mẫu à, chờ một chút đi phải thử nhiều hơn mới được thú vị quá. Sau khi mua được những món đồ ưng ý, nhũ mẫu nói rằng, trên đường về ngài có thể mua sách mà ngài thích. Có một cửa hàng sách ở con hẻm phía trước. Sau khi đi xem cửa hàng sách xong, chúng ta có nên ăn một chút điểm tâm không nhỉ? Nó khá là xa chỗ này. Đi thôi. Sau câu nói đó, nhũ mẫu bị một người lạ mặt tấn công từ phía sau. Và bà ấy đã ngã xuống ngay trước mắt cô. Bọn chúng nhanh chóng tẩm thuốc mê. Và dần dần cô bị mất đi ý thức. Cô đã từng là một hoàng đế, và giờ lại bị đối xử như thế này. Thật khủng khiếp, chết trẻ cũng được thôi, nhưng mình không muốn bị giết chết bởi mấy gã khốn này." Bọn họ nói. "Người phụ nữ mà con nhỏ này gọi là nhu mẫu, rõ ràng đã nói đem tiền đến, nhưng 10 ngày qua đi và chúng ta chẳng có một tin tức, chẳng có một tin tức gì? Chuẩn bị tiền và việc đi lại tới Redwell cũng tốn nhiều thời gian mà." Cô tự hỏi. "10 ngày, mình đã ngủ được 10 ngày rồi ư? Đó là lý do tại sao cơ thể mình lại mệt mỏi tới vậy. Khác nước quá đi. Những người đó để những mẫu đi, cho nên mọi chuyện có lẽ sẽ ổn cả thôi." Nhưng Canan sẽ từ bỏ mình chứ. Ông ấy nên dành tiền thay vì mình. Mình không tin Canan. Thấy cô cử động bọn họ nói. Con bé tỉnh rồi. Tôi không nhìn thấy gì hết. Làm ơn hãy cởi trói ra. Một người đàn ông tiến lại. Này nhóc con. Những gì cô cần làm bây giờ. Chỉ cần giả bộ là một đứa trẻ yếu đuối trước thôi. Sau khi được cởi trói. Cô nói. Chào ạ. Chú là ai? Đáng yêu quá. Chú là Tu Tu. Tu Tu là nhũ mẫu mới của cháu sao? Nhũ mẫu à không sao cháu có thể gọi chú là nhũ mẫu chứ vậy là bạn ư lúc này cô đang học theo những cử chỉ của dây gì cơ ha ha đúng rồi chú là bạn mà vậy cháu có thể gọi là chú tu tu được không ạ chú tu tu he he được thôi tu tu là quý tộc cho nên cháu xinh đẹp như búp bê vậy xinh đẹp ư cô nhớ lại ta có thể làm bất cứ gì cho bệ hạ bởi vì ta muốn được nhìn thấy nụ cười của ngài vậy nên bệ hạ xin hãy mỉm cười dù chỉ một lần có rất nhiều người đã nói như thế với cô nhưng đây là đâu ạ nhà của chú cái gì trên mặt chú vậy, nhìn ngầu thiệt đó. Ha ha, vết sẹo này à, chú đã từng chiến đấu với 17 gã luôn đó. Một trong số chúng đã tấn công chú bằng con dao, may mà chú tránh được nó, nhưng nó vẫn để lại sẹo. Sau đó chú đã đuổi họ tới một khu rừng và gặp một con gấu ở đấy. Qua, ngầu thật đó. Nhờ có chuyện này, cô mới có thời gian đi lòng vòng. Trường hợp này đúng là bất lợi thật. Lúc này bụng cô kêu lên. Cô kéo áo ông ấy. "Chú, cháu đói rồi." "Ôi chao, nhóc con đói rồi à?" Ông ta quay sang nói với tên còn lại. Gianni, con bé nó no đói. Gì chứ? Chúng ta no rồi mà, con bé đã nhiều ngày chịu nói đấy. Cái đó à, đây không phải là cô nhi viện. Nhìn vào bàn thức ăn cô thức ăn cô nghỉ. Bọn họ tưởng rằng sẽ nhận được tiền, cho nên trên bàn mới đầy ấp thức ăn tới vậy. Đói thật. Sao mày lại bế con bé ngồi đó, cút. Mày còn tỉnh táo không đấy, mày lại đi chơi với một đứa trẻ con cơ à? Nhưng, để con nhỏ ăn thức ăn trên sàn đi. Nhưng nó gọi tao là chú rồi. Lúc này ông ta cầm con dao kê lên cổ cô. Nhóc, bọn tao không phải chú của mày, bọn tao ở đây là để giết mày. Tại sao ạ? Bởi bất kể khi nào nhìn thấy đám người giàu như mày, tao liền cảm thấy ghê tởm. Rồi ông ta đẩy ngã cô. Gianni, đủ rồi. Tao còn chưa giết nó mà. Hay là mày muốn chết trước nó? Dù sao thì, qua. Chết tiệt. Ông ta hú hồn khi nhìn thấy một con bọ cạp ở dưới bàn. Bọ cạp. Cô nghỉ ở ra MBA. Làm gì có bọ cạp đâu chứ? Hai người đàn ông, cao to vạm vừa lại đi sợ một con bọ cạp. Tu tu ném con bọ cạp đó đi lỡ nó chích tao thì sao chú à nếu cháu đánh nó có thể cho cháu bánh mì hoặc sữa được không ạ à? mày nói mày có thể đánh được nó à đưa cháu hai cái đũa đi ạ à? được rồi nếu cháu có thể sau khi được cởi trói cô bước lại dùng đũa ghép con bọ cạp lên ném nó ngay đi cháu không thể giết nó được đói quá nên tay cháu cứ rung luôn thôi ném đi rồi tao đưa đồ ăn cho mày vậy còn ngày mai và những ngày sau đó có có mà lúc này cô một mình đem theo con bọ cạp đi lên cô nghĩ thì ra đây là tầng hầm. Thảo nào mà lại tối như vậy? Lúc này ra ngoài. Giờ thì cô cũng biết tại sao, họ lại dễ dàng để cho cô một mình đi ra như thế. Ở một nơi thật xa, cho dù có chạy cũng không thể thoát. Cô tự hỏi, ở đâu mới có làng mạc chứ? Liệu rằng có ai đó biết cô đang ở đây không? Cô không thể thoát khỏi đây, mà không có kế hoạch gì được. Hy vọng của cô ở đâu chứ? Sau khi quay lại tầng hầm, bọn họ thật sự đã giữ lời hứa. Ước gì sẽ có thêm một con bọ cạp nào đó xuất hiện. Lúc này ông chú Tu Tu nói, Đan đi, nghe nói công chúa mất tích ngay ở thủ đô rồi. Họ đưa mắt nhìn sang cô, đây, hẳn là con nhỏ đó bị bắt cóc, chết tiệt theo tao. Cô nghĩ, cái quái gì chứ, đáng lẽ ra chuyện này nên được giữ bí mật để đảm bảo lợi ích hoàng tộc mới đúng. Nếu hai người đó muốn sống, họ sẽ không để mình về cung điện hoàng gia. Quả nhiên đợi cây nần đến cứu mới là điên rồ. Tìm thấy rồi cái này hẳn là đủ. Cô cầm con dao núp vào xó cửa, nghe được hai người đó nói với nhau, sau khi giết con nhỏ rồi, thì chúng ta cứ đi thẳng tới hát nhưng nó chỉ là một đứa nhỏ thôi mà mày không được giết con bé con nhỏ đó chính là công chúa nếu nó còn sống và tiết lộ về kế hoạch của chúng ta chúng ta sẽ chết đấy mày nghĩ hoàng đế sẽ để hai kẻ bắt cóc công chúa được sống à lấy hai con lạc đà đi tao sẽ xử lý con nhỏ đó nhìn con dao cô nghĩ định mệnh của mình đã được định sẵn rồi rốt cuộc mình cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc rút dao găm ra lúc này người đàn ông đang tiến vào thấy cô không còn ở vị trí đó nữa ông nói ôi không chúng ta gặp rắc rối rồi nó đi đâu rồi? Lúc này, từ phía sau cô cầm con dao hùng hổ khí thế bước tới. Bởi vì không có quá nhiều cơ hội cho cô, nên bắt buộc cô phải thành công. Chỉ có một cách duy nhất để thoát khỏi nghịch cảnh này thôi. Ui, cô nhảy lên và hướng con dao về người đó. Phập một phát, trúng ngang vai của người đó. Lúc này cô mới nhận ra, cơ thể của mình yếu quá đi. Vết đâm không được sâu, mình có thể làm gì khác đây? Ngay lập tức người đàn ông quay lại túm lấy cổ cô. Ép vào tường. Lúc này cô không thể chống trả, vì bản thân đã quá yếu rồi. Tao đã nhịn đủ rồi. Sao mày dám? Cho dù mày có cố gắng thế nào, mày cũng không thể làm gì được đâu. Cô như bị thất tình bởi câu nói đó. Không thể làm gì được sao? Cho dù mình có cố tới mức nào, mình vẫn không thể đánh bại dây. Không thể đi tới Apisteme. Tại sao mình không thể nhận được sự quan tâm của Canan? Không có được tình yêu của Thi ơn. Nghĩ tới những điều đó. Cô như được tiếp thêm sức mạnh. Cô dùng hết sức đưa chân lên đạp vào bụng hắn. Lúc này hắn ta bị ngã ra đất. Cô nhanh chóng nắm lấy con dao đâm vào chân hắn lúc này cô luôn nghĩ về những điều tồi tệ tại sao những người mình tin tưởng lại phản bội mình người đàn ông nói trong run sợ cứu tôi với ánh mắt đó thấy ánh mắt đó trước khi sống lại ánh mắt giống như ánh mắt của quái vật cô nói tại sao mình chỉ muốn sống sót thôi mà để ta ở một mình đi ta chỉ muốn sống yên bình mà thôi tại sao không để ta ở một mình chứ cô một mình rồi khỏi tầng hầm đó thân thể nhỏ bé cô bước trên sa mạc rộng lớn mặt trời cũng sắp lặn rồi cô bắt đầu cảm thấy lạnh lẽo không có lấy một sự sống nào ở trong sa mạc này. Bản thân cô lúc này đầy dẫy sự tuyệt vọng và nổi sợ hãi. Nếu lúc này cô có thể sử dụng được sức mạnh của linh hồn, liệu rằng tình cảnh của cô sẽ tốt hơn trước kia? Cô nghĩ rằng, không đâu, chỉ có dây chứ chẳng phải mình. Chẳng lẽ họ lại không tìm mọi cách để cứu anh ấy, không thể tin được, mình còn nghĩ về chuyện đó. Nó lỗ bịch làm sao? Và cơ thể nhỏ bé của cô đã ngã xuống giữa sa mạc. Cô nghĩ rằng, hẳn là mình phải chết ở đây rồi chứ. Nhìn bầu trời đêm thế này khiến cô có cảm giác cái chết của bản thân thật u buồn như vậy cũng thật quá đáng với bản thân rồi nhưng trong lúc tuyệt vọng nhưng trong lúc tuyệt vọng đó cô đã nhìn thấy một ánh sáng tiếng vó chân ngựa càng lúc càng tiến gần về hướng này cô bắt đầu lò mò ngồi dậy thượng đế thật độc ác mà cứ nghĩ bản thân cuối cùng sẽ chết nhưng rồi lại khiến ta sống lại thật nhiều người trong quá khứ khiến cô muốn sống cô đưa tay lên để gây sự chú ý cô nghĩ rằng phải chăng ca nan đã cử họ tới với mình hoặc có lẽ là kẻ bắt cóc chăn dù sao thì mình cũng mặc kệ thôi một lần nữa cô đã ngã xuống lúc này những người kỵ sĩ hoàng gia đã nhìn thấy cô sau khi được cứu và đưa về hoàng cung lúc này cô vừa tỉnh dậy thì nghe thấy tiếng của cha cô chúng ta vẫn chưa biết bọn bắt cóc là ai con bé bị đám thường dân bắt cóc ư cô đã nghĩ ông ấy đến là vì mình bị bắt cóc sao rốt cuộc ông ấy vẫn là cha mình nhưng những suy nghĩ đó liền sụp đổ ngay lập tức khi nghe ông ấy nói rằng thật bực mình mà đừng có làm loạn nữa tìm kỹ nó và giết đi công khai chuyện công chúa bị bắt cóc là tin đồn nếu ai dám đồn đại thêm nữa thì cứ xử xử nặng thêm. Cô đã từng nghĩ, bởi vì bản thân quá tham vọng, cho nên ông ta mới ghét cô. Cho dù cô chẳng tranh cãi, hay cướp đi thứ gì của dây, thì ông ấy vẫn ghét cô như cũ. Cô nghĩ rằng đó là những hình phạt dành cho cô, vì trước đây đã từng là bạo chúa. Chỉ là đang trả giá cho những sai lầm trong kiếp trước mà thôi. Sau khi nói những lời đó, ông ta rời đi mà không ghé vào thăm cô. Cô kéo chăn lại vẻ mặt cũ ức. Vì kiểu gì cô cũng là một đứa trẻ mới 8 tuổi mà thôi. Ngay ngày hôm sau, Thái y tới khám và nói rằng, cô đã ổn nhưng vẫn còn sốt nhẹ một chút. Tuy vậy nhưng cô sẽ từ từ hồi phục thôi. Công chúa ngài ổn chứ. Sau lần bắt cóc đó, cô đã được thay một nhũ mẫu mới. Cô biết rằng đó không phải là lỗi của nhũ mẫu. Bà ấy là một người luôn tốt và cư xử hòa ái với cô. Nhưng mọi thứ đã thay đổi rồi. Chỉ hy vọng rằng bà ấy có thể sống tốt. Dù sao sẽ tốt hơn nếu ngài có thể nghỉ ngơi và từ từ bình phục ở nơi yên tĩnh. Sau khi nghe Thái Y nói vậy và được ông ta gợi ý vùng Seritian, cũng là một địa điểm để nghỉ dưỡng tốt một suy nghĩ đã lóe lên trong đầu cô nghỉ dưỡng ư nghĩa là mình có thể ở thoát khỏi nơi này và có thể rời bỏ thi ơn cùng julia nơi không có ca và dây biết đến và rồi ở một nơi không có ánh mắt của những người khác mình sẽ xây dựng nên thế lực để bản thân không phải chịu tra tấn như vậy nữa nhưng lỡ có chuyện gì đó xảy ra trong lúc mình xây dựng thế lực và rồi mình lại trở thành bạo chúa thì sao mình vẫn luôn muốn tránh xa nỗi sợ hãi đó dù vậy nếu mình có thể sử dụng thành tạo sức mạnh của bản thân có lẽ mình có thể bảo vệ được ai đó cô nói ta sẽ đi nghỉ dưỡng nếu muốn sống thoải mái mình cần có sức mạnh công chúa ngài muốn đi nghỉ dưỡng một mình ư ừ, có quá nhiều rắc rối ở đây tại sao ngài ấy lại đột nhiên trở nên cố chấp như vậy ngay lúc này dây xuất hiện cùng với một bó hoa tươi tắn xin chào tôi là một bông hoa ngài đây rồi điện hạ raymond doro thì hôm nay em cảm thấy khá hơn chưa từ từ sau khi cô bị bắt cóc ngày nào cậu ấy cũng đến sau khi biết được cô ấy đang định đi nghỉ dưỡng một mình cậu nói nhưng em cũng đã tốt hơn nhiều rồi lý nào em cần phải đi nghỉ dưỡng nữa ư em muốn đi cho nên anh đi ra ngoài đi dây em nói anh đó không phải là lỗi của anh khi em bị bắt cóc cho nên anh không cần phải đến đây đâu nhưng nếu anh không kêu em ra ngoài chuyện đó đã không xảy ra rồi được rồi đó là quá khứ nhưng mà em thật sự muốn đến biệt thự tư nhân đó ư nhưng nếu em đến đó em sẽ ở một mình đấy đừng đến đó nữa đến fv steam đi anh sẽ giúp em cho nên cứ ở đây với anh đi không đâu sao không là bởi vì học ở spice steamers rất khó nên em sợ ư thông minh như em hoàn toàn có thể làm được mà đừng từ bỏ dễ dàng từ bỏ dễ dàng sao anh ấy chẳng biết cái gì mình đã cố gắng học tập chăm chỉ rất nhiều để có thể vào đó nhưng thôi được rồi đó là những gì đã qua và không cần nhắc tới nữa dây em đã nghỉ dưỡng rồi cho nên đừng nói về chuyện này nữa em mệt rồi vậy nên anh đi đi được thôi nhũ mẫu nói rằng điện hạ chỉ lo lắng cho ngài thôi mà điều đó cô biết rõ dây luôn là người tốt bụng còn bản thân cô thì thật là ích kỷ luôn luôn như vậy cho nên không cần để ý vị khách không được chào mời như em mà tới đây đâu một vài ngày sau những lúc như thế này mình thật sự biết ơn sự ghét bỏ của cha không ngờ lại có thể nhanh chóng đến nơi nghỉ dưỡng tới vậy hẳn là mình đã đúng khi không nói trước với tên ngốc đó công chúa nghe nói ngài sắp đi nghỉ dưỡng là Thi ơn sao? Thật sự thì cô không muốn đối mặt với Thi ơn, ngay lúc này. Chà, em định đến đến vùng Seritian. Nhưng sao đột nhiên? À, thực ra anh đến đây là vì có thứ muốn đưa cho em. Công chúa. May là anh không đến trễ. Cho em. Thi ơn đưa tay ra với mấy viên kẹo. Không phải món quà gì lớn nhưng... Cái này. Anh mua nó, vì sợ em sẽ cảm thấy không vui khi nằm bất động trên giường bệnh. À, em không thích ăn kẹo, không thích ăn kẹo sao? Không đâu em thích nó. Cảm ơn đã quan tâm em em đột nhiên đi nghỉ dưỡng ở nơi xa xôi như vậy. Có lẽ chúng ta sẽ chẳng thể gặp nhau thường xuyên ư, thật đáng tiếc mà. Nhưng em sẽ khỏe hơn đúng chứ? Hy vọng em sẽ sớm quay lại đây. Nhìn mấy viên kẹo trên tay cô nghỉ. Đáng tiếc sao? Mình chưa bao giờ nhận được thứ tình cảm như thế này trong kiếp trước. Lẽ nào thì ơn, không đâu mình không thể, cô quay lưng rời đi. Em phải đi rồi. Gặp lại sau nhé công chúa. Lúc này trên xe ngựa, cô nhìn chiếc khăn tay và những viên kẹo thi ơn đã cho mình. Bình tĩnh đi Dorothy. Nhưng thi ơn quan tâm mình, rất nhanh cô đã đến nơi nghỉ dưỡng, nơi đó gần bãi biển. Cô đã rất thích thú khi vừa tới nơi. Trước khi rời khỏi cung điện, cô chưa bao giờ được hít thở bầu không khí như thế này. Khi mà dây và thi ơn chết, với lại cung điện chỉ toàn ký ức bi thương. Đúng vậy cứ như thế này mới thật tuyệt. Không có dấu vết gì cô đã từng là bạo chúa cả. Nhìn vào những món đồ của thi ơn, cô nghĩ mình có thể làm lại ở đây. Câu mới nhờ ngài bị lạc thì sao? Người này là Clara, người hầu trong biệt thự. Lần tới làm ơn hãy để tôi đi với ngài được không? cô ấy có vẻ như đã bị giáng chức xuống vùng nông thôn này để chăm sóc một người không chút quyền lực nào như mình nhưng công chúa cũng chỉ là vẻ bề ngoài sự yêu thích này của cô ấy có lẽ chỉ kéo dài trong chốc lát mà thôi để tôi giới thiệu một người cho công chúa người này cũng sẽ hậu cận bên cạnh ngài đây chính là kỵ sĩ stefan greenwald cô đã nhận ra người này ở kiếp trước người vẫn kiêu ngạo như trước kỵ sĩ đệ nhất đế quốc đáng tiếc ta thực sự muốn thi đấu với người ngày nào đó khi ấy sẽ tốt hơn nếu người trả lời ta một cách khôn ngoan trở thành đội trưởng đội kỵ sĩ hoang vui. Ta hy vọng ngươi sẽ không hối hận về lựa chọn của mình. Một người đã từng chết dưới tay của mình. Giờ anh ấy mới chỉ 18 tuổi, và đang là kỵ sĩ trong đội quang vui. Địa vị cũng đã vững chắc. Đến lúc anh ấy đang trong thời kỳ huấn luyện nâng cao kỹ năng, và được thăng chức chứ. Bởi, ở, bởi vì công chúa yếu đuối sao. Càng nghĩ càng thấy mình thật nghèo mà. Cô đưa tay về phía anh ấy. Cảm ơn anh. Cô ấy chào anh kìa. Sau khi được Clara nhắc nhở, anh cũng đưa tay ra đập tay với cô. Cô cau mày, anh ta chỉ đập tay. Đứng trước mặt công chúa, vậy mà anh ta vẫn kiêu ngạo. Giống như mình đã gặp Stephen trước đây. Bản thân mình đã thất bại trong việc hoàn thành lời hứa, sống một cuộc sống tốt đẹp hơn. Mình không thể sống theo những gì mình muốn được. Cho nên, nếu muốn hoàn thành mục tiêu, mình phải xây dựng một chuẩn mực. Làm sao để sống đầy vâng phục chứ? Công chúa xin mời người dùng ngón trắng miệng. Cô quay sang hỏi. Clara, nếu muốn sống một cuộc sống đầy vâng phục, thì nên làm gì? Vâng phục, muốn như vậy, thì ngài phải vâng lời cha mẹ ngài trước tiên. Không phải. Vậy, rốt cuộc thì, khi nhìn thấy tờ giấy với tiêu đề Trải nghiệm một cuộc sống đầy vâng phục, cả Clara và anh kỳ sĩ Người thì bất ngờ, người thì cười hà hê. Sao, sao các người lại cười hà? Bởi vì, nó quá đáng yêu. Đáng yêu những những từ ngữ đó chẳng hợp với mình Nhưng sao ngài lại viết những thứ này? Vậy thì cách này thế nào? Massage cho cha ngài 10 lần thì sao? Điều đó là không thể Ngài không thích sao, vậy hãy mỉm cười 10 lần mỗi ngày. Mỉm cười 10 lần sao? nụ cười sẽ đem lại may mắn cho ngày đó đúng không nào khuôn mặt tươi cười không phải là vì cô ghét cười chẳng qua là chuyện chẳng có gì để cô cười cả nghĩ lại hình ảnh về những người tốt thường gắn với nụ cười clara nói đúng cười giống như này sao cơ miệng của mình cứ như bị méo mó khi cố ép bản thân cười vậy công chúa làm sao vậy thôi đi ra ngoài đi ta cần suy nghĩ chút tôi muốn nhìn mà cô bắt đầu ngồi xuống ghi ghi chép chép trước tiên là phải nở một nụ cười mỗi ngày thứ hai là không được tham muốn thứ gì của dây Ngai vàng thuộc về dây. Thi ơn thuộc về Julia. Thứ ba, phải cứu sống một triệu người. Cứu người là một việc tốt. Trong kiếp trước đã có bao nhiêu người từng chết vì mình rồi nhỉ? Không chỉ những người bị mình giết, mà còn có những người chết vì cuộc chiến mình gây nên gây nên. Những thất nghiệp, ốm đau, dịch bệnh, đói kém liên tiếp xảy ra, khiến con người sống một cuộc sống long đong lận đận. 500.000 người đã chết bởi vì chiến tranh. Nếu Ray trở thành hoàng đế, thì họ có lẽ đã sống. Suy cho cùng tất cả họ đều chết vì mình cho nên để trục tội, mình phải cố cứu và đền bù gấp hai lần cho họ trong kiếp này. Thêm vào đó phải lắng nghe cảm ơn ba lần một tuần, quyên góp hơn một triệu blang hàng tháng. Trước hết cái này hơi nhiều. Được rồi, cứ làm những việc đủ để bản thân sống sung túc đã. Sau khi lên kế hoạch sẵn sàng, cô nói, này, ta muốn ra biển. Ngay sau đó cô đã được hộ tống ra biển. Không khí trong lành và gió biển làm cô cảm thấy thật yên bình. Lúc này nhìn về phía trước, cô phát hiện có một cậu bé ngồi đó. Cô tự hỏi đó là ai, chẳng lẽ có người sống gần lâu đài sao? Tới gần hơn, cô nhận ra đó là phụ tá thân cận của cô ở kiếp trước, Eden Bronte. Theo như cô biết, anh ta chính là người đàn ông đẹp trai nhất thế gian. Và cũng là người đàn ông nguy hiểm nhất, Eden Bronte, nổi tiếng trong giới thượng lưu, với biệt danh là thiên thần tóc vàng. Cho dù người già hay trẻ đều biết anh ấy, là tôi tớ trung thành, có thể làm bất cứ chuyện gì cho cô. Anh ta đã đem đến cho cô mọi thứ cô muốn, và giúp cô giết chết dây. Một người hầu chỉ nghe lệnh của cô, mang tất cả mọi thứ đến. Anh ta còn giết tất cả những người cô ghét vì cô. Tất cả đều là vì ngài. Một người thấu hiểu tấm lòng của cô. Anh ta từng nói cô là ánh mặt trời của anh ấy. Nhưng anh ta không phải là một người như thế. Cô từng nghĩ bản thân đã có được một thân tín trung thành. Khi đó anh ta đã nổi giận và nói rằng tại sao bệ hạ lại giữ một kẻ kiêu ngạo bên mình. Nếu bệ hạ kết hôn với tôi, tôi nhất định sẽ lấy hết tâm can ra hầu hạ ngài. Cô đã từng nghĩ y đơn đã làm những điều đó vì cô. Cho mãi đến khi cô chết, cô mới nhận ra bản thân đã sai. Khi bản thân cô bị hành hình, anh ta lại được tha thứ. Họ nói, lãnh chúa đã gắng sức bảo vệ quốc gia, khỏi tay bạo chúa. Anh ta được tha thứ bởi vì vì những lời nói khôn khéo của mình. Cô đã ôm tất cả tội lỗi của anh ta và chấp nhận bị xử tử. Họ còn nói rằng sau khi cô chết, anh ta sẽ trở thành hoàng đế. Vậy nên kiếp này cô phải tránh xa y đơn, tránh xa anh ta. Nhưng lúc này, anh ta đang khóc sao? Một con người nguy hiểm như vậy, lại có thể khóc như vậy hả? Y đơn mà cô biết không như thế này, nếu, nếu Y Đơn chưa từng gây ra tội ác, nếu Y Đơn có thể sống một cuộc sống mới, tốt hơn với cô, nếu như Y Đơn, cô bước lại gần cậu ấy với suy nghĩ, liệu rằng anh ta có thể sống một cuộc đời mới chứ? Xin chào, sao cậu lại ở đây? Cậu ấy đã nhìn cô một cách ngạc nhiên, rồi đứng vụt dậy quay người bỏ chạy, chờ đã, cô chỉ có thể nhìn từ phía sau, và nghĩ rằng, tại sao anh ta lại nhìn mình ngạc nhiên như vậy? Làm sao có thể mở lời nói chuyện với cậu ta đây? Đáng lẽ mình nên để cậu ta khóc? Sao cậu lại khóc ở đây một mình? Cô nhớ lại, thì cậu ấy chính là con hoang của gia tộc Bronte. Vì là con hoang nên cậu luôn bị đối xử lạnh nhạt. Vậy nên cậu ta mới khóc ư, ừ, công tước đem cậu ta nuôi ở bên ngoài. Ngay cả khi cô trưởng thành, cô vẫn không thể vào Epistim, cho nên cô không thể tham dự vào các buổi gặp mặt. Nếu công tước muốn che giấu cậu ta trong nhà, bởi vì cậu ta là đứa con hoang, cậu cũng ở trong tình huống giống ta. Ngay sau khi có tin tức về chuyến đi của công chúa, các vị tiểu thư ở lân cận vì muốn gặp gỡ, mà họ đã gửi rất nhiều bức thư. Cho nên cô, sẽ phải đi chào hỏi bọn họ một lần rồi thôi. Ngay từ giây phút gặp mặt, họ đã dành rất nhiều lời khen cho cô. Ôi trời đáng yêu quá. Sao ngài có thể đáng yêu như vậy chứ? Chiếc váy hợp với ngài lắm. Trông ngài gầy gò quá đi, sợ rằng ngài sẽ bị ốm mất. Ngài ăn cái này đi. Cảm ơn đã lo lắng cho ta, ta sẽ ăn nó. Trông ngài như một thiên thần vậy. Ngài chẳng kén ăn nhỉ. Mệt quá đi. Cảm giác như xung quanh bị vây bởi hàng trăm giây. Ở tuổi này tôi còn chưa bao giờ đi ra ngoài. Tôi có nên đem cho ngài ít thuốc bổ không nhỉ? không cần, ta không sao, không cần đem thuốc. Hô hô hô, công chúa cao quý quý của chúng ta vẫn còn nhỏ mà, ghét thuốc đắng là phải thôi. Hồi bé chúng ta cũng thế đấy. Cô quay mặt, ra dấu cho Clara và kỵ sĩ. Cho ta ra khỏi đây. Nói các người đưa ta ra khỏi đây mà. Nhưng hình như họ không hiểu ý cô thì phải. Công chúa, tôi cũng muốn mời ngài tới nhà vào ngày nào đó. Người này là công tước phu nhân Bronte. Tôi sẽ không mời ngài uống thuốc đắng đâu. Cô nghĩ nếu là công tước Bronte. Vậy cũng có Eden Bronte sao? nghĩ lại những hình ảnh khóc sướt mướt của cậu. Lo thiệt mà, nếu ngài đã mở lời, ta sẽ đi. Cứu rỗi y đơn. Cô nghĩ, có nên thêm điều đó vào trong danh sách, những mục tiêu để sống tử tế không nhỉ? Ngày hôm sau, Clara nói, mọi người đều thích công chúa, đến nỗi chúng ta chẳng biết phải làm sao cả. Bởi vì ta là công chúa, nên họ đang muốn xây dựng quan hệ mà thôi. Nếu là vì quan hệ, họ sẽ còn thích thú bởi sự đáng yêu ấy sao? Cho dù công chúa làm gì, họ vẫn nhìn ngài, bằng ánh mắt yêu thích đó thôi tất cả đều xuất phát từ trái tim. Trái tim sao? Nghĩ lại thì, cô chưa từng ép buộc người mình yêu, phải làm như vậy cả. Nếu làm như thế thì ơn sẽ ghét cô, bởi vì cô luôn yếu đuối trước tình yêu. Cô đoán được cô không giỏi trong việc đón nhận tình yêu. Cô thậm chí không biết phải yêu thế nào để sống tốt được ra sao. Lúc này tại dinh thự nhà công tước. Xin chào công chúa. Lâu rồi không gặp công tước Bronte. Tôi đã làm việc rất chăm chỉ, để có được thành quả này. Được rồi mới đi lối này đã tới giờ dùng tiệc, nhưng cô vẫn không thấy y đơn đâu. Đáng lẽ ra chúng ta nên đến chào hỏi ngài sớm hơn, thật xin lỗi vì sự chậm trễ này. Không sao ạ, ngài có thấy bất tiện khi phải sống ở một nơi cách biệt hoàng cung hay không? Nếu có ngài có thể nói với tôi. Nghỉ lại ta nghe nói, ông có một đứa con trai. Ngài biết John Aiden của chúng ta sao? Thằng bé đang học tại FV Steam. Không biết công chúa nghe nói gì về John Aiden của chúng ta. Ánh mắt cô trùng xuống. Không phải, ta mới gặp con trai nhà Bronte cách đây không lâu là Aiden Bronte. Nếu ta nhớ không nhầm. Sao cơ? Bây giờ ta muốn gặp cậu ấy. Cậu ấy đang ở đâu? Gì cơ, Aiden? Phải rồi, hai đứa đã gặp nhau trước đó sao? Vẻ mặt của hai người đều biến sắc. Phải, lần trước khi đi dạo trên bãi biển thì chúng ta vô tình gặp được nhau, vô tình gặp được nhau. Aiden không có ở nhà ư? Chỉ thấy hai người họ to nhỏ với nhau. Rồi ông ta vui vẻ ra mặt. Ngài chú ý tới Aiden rồi sao? Họ đang nghĩ cô thích Aiden từ cái nhìn đầu tiên. Ôi, đúng rồi, thì hôm nay y đơn cảm thấy không khỏe, cho nên đứa nhỏ mới không có nhà. Thật xin lỗi, khi đã chia cách giữa ngài và thằng bé. Được rồi. Ta hy vọng chúng ta có thể trở thành bạn bè. Chẳng lẽ ta không thể gặp ư? À đương nhiên rồi, sau bữa ăn tôi sẽ đem thằng bé đến chào hỏi ngài. Nếu y đơn gặp ngài thì thằng bé sẽ vui lắm đây. Cảm ơn. Sau bữa ăn cô được người hầu dẫn tới nơi y đơn đang ở đó. Y đơn. Công chúa Dorothy Amuel tới. Y đơn Bronte đúng không? Phải rồi lần đầu tiên, Thật vinh dự cho tôi khi được gặp công chúa Dorothy. Càng vinh dự hơn khi tôi được ngài gọi tới. Stefan, anh ra ngoài đợi tôi, tôi muốn chơi cùng Eden. Nhưng tại sao ngài lại tới đây? Đây không phải là nơi ngài có thể đến một mình. Nhìn cách cư xử của cậu, cô nghĩ thì hoặc là cậu ta không muốn nhắc lại chuyện đã xảy ra trên bờ biển. Ta đang nghỉ dưỡng ở một biệt thự gần đây. Nghỉ dưỡng, thay vì chị ở đây, sao chúng ta không vào trong? Không cần, nói thật, nếu chúng ta vào trong, sẽ càng khó chịu hơn thôi. Nhìn vào tay cô, cậu nói, "Gầy thật đấy. Bây giờ tôi đang sống rất tốt và dạo gần đây còn tăng cân nữa. Ta thích cuộc sống ở đây hơn. Nơi đây giống như một công viên thu nhỏ, nhưng nếu công chúa thích thì còn gì bằng." Cô nhìn cậu ấy cô nghĩ, "Cậu ta nói thật sao? Nếu không, mình cũng chẳng biết cậu ta nghĩ gì." Thế rồi cô tập trung ánh nhìn vào cậu ấy. "À, hiểu rồi." Nếu nhìn gần chút, lông mày cậu ta vừa nhíu lại. "Có gì trên mặt tôi sao?" "Ừ, thói quen khi Eden nói dối, mà ngay cả cậu ta cũng không biết, đúng vậy. Eden không thật lòng với mình." cô nói đẹp trai đó đẹp trai gương mặt cậu rất đẹp trai đấy cậu ấy lập tức đỏ mặt hà sao không có đẹp trai mà tôi cái đó nhìn thấy cậu ấy đang xấu hổ cổ cô nghĩ chẳng lẽ cậu ta không biết bản thân đẹp trai ư nếu là y đơn trong kiếp trước chắc sẽ không xấu hổ đâu ngay cả khi còn nhỏ chắc y đơn cũng như vậy tôi mới là người phải nói công chúa là người xinh đẹp nhất mà tôi từng gặp cảm ơn cậu đã khen ta cậu nói ta thật sự không có nhiều bạn bè tại sao anh trai ghét tôi ra ngoài. Và nếu tôi ra ngoài tôi sẽ chỉ nghe thấy toàn điều không hay. Dù sao thì, ngài đến gặp tôi, khiến tôi vui lắm. Y đơn vẫn luôn ăn nói không khéo như kiếp trước. Vậy nên gặp gỡ Y đơn thật nguy hiểm mà. Nếu mình trở thành bạn của Y đơn, liệu rằng Y đơn có thể sống một cuộc đời khác với kiếp trước hay không? Lần tới nếu cậu có thời gian, hãy đến chơi ở cung điện Anaster. Thật sao? Dĩ nhiên rồi. Ngay lập tức cậu đứng dậy và bước lại gần chỗ cô. Trao cho cô một nụ hôn. Và vui vẻ nói, cảm ơn ngài, công chúa. Điều này khiến cô vô cùng ngạc nhiên. Gì vậy, vừa mới nãy. Một nụ hôn ư, sao cậu ta dám hôn má công chúa? Đây là điều mà y đơn khi trưởng thành, sẽ chẳng bao giờ làm. Mình đã quá để ý vào những gì xảy ra ở kiếp trước chăng? Kỳ thực mình có chút cảm kích với ai đơn. Cùng lúc này trong dinh thự, Claire đang suy nghĩ nên chuẩn bị quà sinh nhật gì cho công chúa. Cô hỏi anh Stefan, chẳng lẽ anh đã chuẩn bị gì rồi sao? May thật, thực ra tôi cứ lo không biết nên chuẩn bị món quà gì cho công chúa. Cho dù tôi thử đưa ra thứ gì, công chúa cũng không đáp lại. Công chúa không thích đá quý hay váy áo, thứ mà những bé gái đều rất thích. Có vẻ như công chúa chỉ thích đọc sách. Lúc này cô nghĩ ra điều gì đó. Cô kéo anh kỵ sĩ lại gần và nói: "Lại đây nào, anh nghĩ thế nào? Một bất ngờ có giá hơn một món quà. Khi hoàng tử Raymond 10 tuổi cũng thích như vậy mà, tôi nghĩ là công chúa cũng sẽ thích nó. Đi thôi cần chuẩn bị rất nhiều đấy." Cảm ơn mọi người đã xem hết video, nhớ đăng ký và bật nút thông báo để xem video mới nhé.